điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chung mà khiến muốn thuở còn điêu. Dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lì cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con ở đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan. Việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nỗi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Dìu dẫn nhau điềm tô công hòa, phải thật tình với cả chung quanh. Thiệt thoại cam chịu đã đành, vô di phẩm gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán buồn cơn cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa. Dầu vàng bạc đầy rương càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thơi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật, lúc thập chay số sức trao nguồn dồi, thịt thà xương máu thành hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn. Đức từ bi thượng hằng thấy hiền, không sát sanh cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chan cái má. Điều thứ năm quyết không mà hờn dân, kết ganh chỉ cho bằng lòng mình. Con xem giảng quyển cái thiên kinh, hiền nhân cũng tự mà rộng tình vô câu. Muốn việc tài đầu sông non là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sống chớ nhận niết bàn không xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy văn, ngày hai thời lặng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. Khi rành việc đồng mà sâu chợ búa,
đem sấm kinh mà tự của thầy ban. Học cho thông mà thuộc đôi hàng, ngân nga trong lúc thanh nhàn văn quăng. Điều thứ bảy quyết tăng công hoàng, an ủi người và cả ốm đau. Tùy duyên có thể giúp vào, lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức đó vẫn còn muốn thờ, tuy vô hình đừng ngờ rằng không. Con ơi trong cõi trần hồng, mấy ai nghĩ đến một cõi lòng mà thanh cao. Điều thứ tám lời nào thầy dạy, dầu khổ lao chớ nại công mà mình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình hay sao. Đừng chấp việc núi cao cái rừng thăm, hay là đường muốn dầm trong gai. Hãy con mà thề giữ con lòng, đương nhiên đất đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín đạo lành cơ bản, chứ làm sao cho bạn không thù. Từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhân lỗi, mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài, đừng hơn người tuy phải ép lòng. Không ham những chuyện mơ mong, vừa nó đồ ấm đeo bông mà chi. Điều chót hết mười ghi chăm nhớ, Phật pháp tăng cùng nhớ quên ơn. Gia đình nghĩa còn nhiều hơn, tình thương xã hội giúp mà con thiết cần. Ơn tổ tiên dành phần con cháu, có những lời dặn bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng mà thi văn. Nay con cúi đầu lại tổ thầy, công ơn thầy tổ có bày giải quyết, dạy con tu học làm hiền, dạy con kính trọng tổ tiên ông bà, dạy con mến mẹ thương cha, dạy con hiểu được dạy là hiếu ân, dạy con yêu nương mến dân, dạy con học đạo lập thân sau này. Ơn sâu nghĩa nặng của thầy, bao năm dạy dỗ đủ đầy lý thông. Xin thầy
hộ độ nơi đây. Chúng con cúi lại xin thầy chứng cho, nguyện cầu con lại con lo, sợ rằng thầy bỏ con mà đi đâu. Nửa đêm giờ giấc canh thâu, thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con, bảo rằng con ráng lo tròn, sau này thầy cứu cho con cái trở về. Khuyên con nhớ tiền nhớ quê, khuyên con nhớ kỳ lời thề của con. Ngày nay con hứa lo tròn, thầy ơi đừng bỏ chúng mà con chẳng miền. Bây giờ con có nhung duyên, được thầy dạy nhà dỗ lên thiền quân ba, thầy thương thầy độ cả nhà anh em huynh đệ ông bà của con. Tình đau thầy cũng lo tròn, gặp nhiều xui rủi nhờ ơn cái của thầy. Ơn thầy không dám làm mà ngơ, nghĩa thầy mãi mãi con thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt lâm râm, những lời thầy dạy trong tâm cái nhớ hoài. Thầy thương con nguyện ăn chay, niệm Phật mỗi ngày con được hồi sinh. Giờ này dứt quyền tâm kinh, để cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lại cầu chứng an. Nguyện cầu đại đức thiên hoàng, thầy về ân chứng giải vì gian cái chốn này. Lại này con lại tổ ngộ thầy, thương tình hổ đồ cho con mà hồng bài. Ngoài trời lá cát mưa xa, trong phòng lặng lẽ mình thầy nhớ đèn, lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiệu. Hồn bồng chân theo điệu nhạc trời, rồi liền đưa đến xa khơi, nhìn xa mới biết là nơi liên trì. Lòng tự hỏi đến chi dây nhớ nhìn, chưa kịp mà cho ý nghĩ trả lời. Liền nghe gió thoảng đường hơi, liền kỳ có một hoa tươi cây nở bừng. Mùi thơm dịu chưa từng ngửi lấy, sắc đẹp pha lẫn khói hào quang. Tự nhiên tiếng nhạc điệu đàn, từ trong sen ấy nhịp mưa
đổi nghe lớn. Hồn lẫn tiếng thầm tiên ca gọi, lời ca rằng con hỡi là con đường trần con ngọc đã mòn, từ xưa giả sắc nay còn tim gan, chừng nào con niết bàn nhập tật, nhập mà không mất tích ở con. Lời ca trầm mà bông déo giòn, gương sồi mà tiếng vẫn còn chi vui. Hồn ta vẫn phất theo tiếng ấy, đứng lặng như mà tờn giấy hình đồng, khác nào như quang hư không, chính mình lại nghe chẳng ngóng mà trông cái thấy. Bóng có tiếng âm thanh sấm nổ, đón qua sen đã chỗ vừa qua, ngọn đèn bóng lại mọc tháng, trong đèn hiện độ Phật Đà là mười phương. Mỗi Phật mỗi hình chung đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn tưởng trẻ chân gian. Phật hương nào cũng dần minh vàng, nhưng hào quang có muôn ngàn khúc nhau. Màu nhiệm thay Phật nào ta ngọ, nhưng là Phật có lời xa rằng con ơi Phật ở không xa, tầm đâu tức thì Phật là đây ư. Hoa này vốn chân như pháp bụng, đèn này là vô hồ diệu năng. Nếu người không có thiện căn, thấy qua qua chẳng nói rằng chi đâu. Qua cảm được sở cầu của chúng, đèn thông qua y hướng trần gian, trong đèn có pháp chân quang sức năng hiện khắp mười phán cái Phật Đà. Mỗi Phật mỗi lời xa chỉ diệu, khiến người xem được càng hiểu càng duyên. Con không là kẻ đầu tiên, xưa nay đã lắm người xem cái đèn này. Hỏi niệm mà chỉ có ngài theo đó, tâm chúng sanh Phật rõ như gương. Con ơi nơi cõi trần dương, đang còn sầu khổ vì cơn cái bừa bùng. Con hầu chi muốn cùng chư Phật cứu chúng sanh khỏi cuộc cạn quan. Lòng con cảm đến Phật Đà, khiến cho thấy được đóa hoa cái sen này. Lời trong qua mở khai lúc
Phật Phật hơn một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác, cũng Phật đây có khác hay chăng? Đồng mà tâm đồng một bản năng, cho nên sắc diện hình dung tùng đồng. Lấy dây để mà trong thì biết Phật với phàm giảng thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu, phàm thì khác tương khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, tính trong nhào tạo các khổ nạn. Khác hơn Phật ở niết bàn, cùng tâm tình cùng mà đang từ bi. Dắt con đến đây chỉ cho biết, muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tính mình tâm thần, để rồi lời Phật thiệt hơn chứ to tài. Con ơi, cách trần ai đang ngủ, màn vô minh phức phổ say xưa. Ngoài trời ầm mà ý gió mưa, nhà hư sắp mà đổ mang chưa cái tình hồn. Cảnh chết ấy Phật không mà muốn có, nên gọi con mà để con đấy nữa. Là người phải biết thương người, còn mau lấy giả bi từ khuyên dân. Trời thấy có vị thần hung ác, xẻ ra tay tận sạc nhân gian. Từ người giàu có phận cao sang, đến người đói khát nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là chánh khỏi, tài mây không mơ chống chọi qua. Vị thần ấy lúc nổi ra, chúng sanh thế giới ta bà chứ nát ta. Có đức có bào quang bào bọc, thần ác không dám sốc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, ấy là tự tư lấy mình đấy con. Bòn phước đức hơn bòn khổ quay, có tiền dư mấy đài cứu dân. Ấy là phép nhiệm che thân, cho ra hồn mắt để dành tiêu tan. Phật nói xong tay vàng liền chi, nơi phía tay liền thấy Phật. Vị thần bộ mặt xấu xa,
gọi là mê chung. Mê chung ấy khi rung lên tiếng, tình người nghe liền ngả biến tâm mà thần. Mắt tay đều bị mê ngả lần, đất trời thấy tôi mà ngã lăn chết liền. Dù cho phim thần tiên đi nữa, bị mê rồi có chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn thì là có nó, nay còn lại ngay đây. Chống được nó ít ai bớt chèn, ngoài Phật ra một kẻ để thua. Phật thì lấy đức làm mà vua, Phật thì lấy đức chẳng hề thua ai. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn các loại kim cương, gọi là diệu pháp chân dương, phép là không thể cự đương được nào. Đức càng lớn quang hào càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai. Đức mẹ của muôn loài, đức không có ấp chẳng có ngày nào an. Chính các Phật mình vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức không không có Phật đà, đức là nguồn cõi của nhà chân tu. Đạo công đức đạo màu trắng gọi, đức muốn tên nên mới tu hành. Con ơi muốn đạo quý thành, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Chính nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình. Ấy là phép tối diệu linh, gọi con đến để chồng tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhéo đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bật bắt mất đi. Cúi đầu tạ đức từ bi, nhiệm màu giá chẳng còn ghi nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lúc phàm. Cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi tham cái căn nào. Xuyên đường ấy đèn cao đường ấy, có sức năng hiện thấy mười phương. Chỉ phàm không thể suy lường, đang cho sanh chúng cũng dường từ bi.
suy nghĩ. Xen bỗng nhiên phức phản mô cành, cây rồi tiếng nhạc liền xanh. Thần ca một khúc vang lớn êm đềm, ráng con ơi ngày đêm không có gọi tiếng này sáng tỏ luôn luôn. Mỗi qua mỗi cành khác thường, trong qua có Phật hiện đứng cái tòa thiền. Qua thỏa mạng vô biên vô lường, lấy kiếp phàm có tính cho ra. Như qua chẳng có tàn già, lúc nào cũng đẹp như là mới sinh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sắp nổ giáng đến hải hồn. Sắp đến phút rót cung thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mòn. Khổ nhiều hơn sự an vui đó, không tu không có thoát qua mọi mà đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ mà kẻ ăn mày. Xin con với bác ra tay giúp, tuy thân phần bần cũng rất ra, cũng là người như cả mỗi người. Xin thương chớ già nào cười khinh khi, tiền nay giúp một lời mười trả, nhân loại sắp bước vào hoạn nạn, vật quý chi cũng tan ra cho. Thân này nay chẳng đủ no, xin cô với bác tỷ cho ít nhiều. Giúp kẻ khó là điều phải nghiền, có phước cứ dư sao màu sẽ khỏi nghi nàng. Vui sinh cô bác xóm làng, đồng xu chén gạo tính ba cái bố dùm. Miệng vừa nói mà lưng vừa vui, nước mắt rơi như suối đổ ra. Kể nghe có tiếng Phật đàn rằng con ơi ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đơn, cho rằng phường lười biếng ăn ngả mày, nào để là Phật vị Nga Lai. Vì câu bi mận ngồi ngoài là chợ đông, kẻ nào thi một đồng một cắt, phước to bằng trái đất đấy con. Kẻ làm nhiều chất đường non, người không lầm mà thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi
bình thân im lặng. Ta liền quay gót trần bên kia, đồng mà trong ấn ngọc một tia, có gì Bồ Tát đang lễ mà gót trần. Qua làm mà một dĩ quán liêm mà trực, thêm đầy lòng nhân đức yêu dân. Sĩ bên hồ về bất cần, một mình đi lại xa gần xét xe. Thương dân thề anh em ruột thịt, vừa giúp mà dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng ban cho kẻ thiếu điều cài canh. Cất cho mặt được lành thân thề, đối cho ăn mà để khỏe mạnh lớn. Chẳng bằng không lúc nào quên, lại thường khuyên thức theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân. Khiến cho vàng trẻ sang gần, thấy đều biết cảm mến ân rất nhiều. Luật nhân quả đức bình công vô cùng, riêng con khé nên nhận lòng mà tu. Trong mà gai thúc tình nhân sanh, khiến người phải có tánh hiền lòng thanh. Ấy là biết cứu phàm tình đáy dạ, nghe lời thầy lòng sống thêm tỏ ra. Có cảm thì tức có ứng ngay, giống nào trái nấy chẳng sai lời thầy. Phật đúng phép thập mà thâm vi diệu, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cùng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong muôn việc, chớ nào đâu hiểu hết mấy sâu. Nhiệm mà màu sao trước nhiệm mà màu, môi mình biết được đuôi đầu sẽ thông. Khuyên sanh chúng để lòng xét kỳ, chọn lấy câu nhân lý mà làm mà theo. Đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắt đá sơn khéo kinh nghiệm rằng. Rồi tự lực thiện hành chánh đạo, có ngàn muôn chớ nào tâm linh. Luôn dình dạng đức kiên chính, không nên Phật thánh cũng thành thiên nhân. Đời có phải là hơn mọi kẻ, căn tình yêu đáng
sung. Khuyên người suy xét càng cùng, để lo cho khỏi lụy chúng kiếp tàn. Vừa theo những lời vàng Phật bao, tôi cần là quyền áo sắc tiêu. Cách thứ nào nhà dột cột siêu, gặp tôn bảo tốt mà dễ nào đứng an. Cuộc sắc độ tiêu tàn khó tránh, ở trẻ già hãy lanh cho mau. Chừng chờ khi gió thổi vào, mạng căng kia khó giữ sao cho còn. Quý quá thay thầy ngôn vừa bao, cánh màu do tâm tạo mà sang. Nếu đồng tâm với Phật Đà, tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngang. Suy nghĩ thế lòng mà đây phơi phơi, tu thì thành chẳng thở nào. Nguyện đi kêu khắp đại đồng, cho người cũng cõi trần hồng rắn tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, xin đòi nghe ơn của Đức Đại Từ. Phật liền nhếch miệng mỉm cười, thoát qua một cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép niệm, tai liền nghe con tiếng lá rung. Nhìn ra sáng với cành hoa, chuyển lại dài bâng rồi ra cái ngân liền. Nhiều Bồ Tát hiện trên là ấy, là công mà chìm vẫn thấy tự nhiên. Vì vậy nào cũng rất trang nghiêm, đồng thuận cất dòng ngâm lên cái lời màu. Nam mô Đức Bổn Sư A Di. Thầy tổ chứng thiện cơ chuyển lập thiên quân, chỉ lòng qua đại hội cận đến rồi. Thượng ôi là ngài biển tuyên, cả vũ trụ đồng hoa chiêu đòi thay.
hồng ba la bảy mười hai dùng đất nhật nguyệt tinh xuyên tất hoàng địa cầu nay đã gặp gần qua cuối ngoan hà như hình đất nghiêng ngài đại hội một thiên là một trong bảy ngày đâu thoát lời chi đó là nhật nguyệt ngân đi không hơi mà thờ mặt tình thánh tiên con Phật Phật liền cứu chữa con tim đôi bữa sống liền con ma chật đật muôn thiên con thần trở lại làm hiền trị dân các điểm hình ấn cần mượn xác mượn ấu nhi tươi tốt tâm thần tìm đi biển thải đảo thành long hoa chừng ngày ấy núi ra bể cả biết hành non nước cả dầu soi phi xa tẩu thạch thủy nhòi đi lên thêm đằng đứng ngồi nào yên bên Đông Á đất liền Nam Việt nhờ sự tu hiểu biết tương lai muối dưa hạnh phúc qua ngày đợi ngày minh nhật Phật nay định phần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý vị, Minh Trung và cùng quý vị vừa đồng hành qua địa bố 10 điều thầy khuyên, cũng là ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Thìn, Dỗ Quý Kỵ Sư Ông lần thứ 16 tại Tiền Thất Minh Khiết, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và Minh Trung đại diện trong đạo tràng Sư Phụ Sư Minh Khánh. Hẹn gặp quý vị qua địa năm Vu Lan Báo Hiếu. Và một lần nữa, Minh Trung đại diện trong đạo tràng Tiền Thất Minh Khiết gửi lời chào đến quý vị, chúc tất cả quý vị nhà nhà hạnh phúc. Xin tạm biệt. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ lòng chúng thiên muốn thuở còn điêu dầu ai nặng nhẹ trăm điều quyết không bỏ lì cao siêu của thầy nhiều thứ đang dây
không có tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ tùy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Dìu dẫn nhau điềm tô công hòa, phải thật tình với cả chung quanh, thiệt thoại cam chịu đã đành. Vô vi phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán buồn thương cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa. Dầu vàng bạc đầy trướng càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thơi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật, luật thật mà chay số sức trao nguồn dồi, thịt thà xương máu thành hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn. Đức từ bi thượng hằng thể hiện, không sát sanh cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chán cái máu. Điều thứ năm quyết không mà hờn dân, kết ganh chi cho bằng lòng mình. Con xem giảng quyển cái thiên kinh, hiền nhân cũng tự mà rộng tình vô câu. Muốn việc xảy đầu sông nọ là nguyên nhân phóng khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sống chớ nhận biết bàn không xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy văn, ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. Khi rành việc đồng mà xấu chở